Vi sẽ ăn tôm hùm Alaska nha. Mời mọi người ăn cùng Vi nhá. Em cua này Vi nướng hơi kỹ rồi mọi người. Nó chín quá rồi. Nhìn thịt nó này. Này là do Vi nướng chín kỹ quá. Vì nướng kỹ quá đó mọi người. Thịt nó teo hết rồi. Thịt nó dính vào trong này nè. Chưa ngọt nữa mọi người.